viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vừa phẫu thuật thành công một bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh rất đặc biệt và hiếm gặp. Thống kê mà phía bệnh viện tìm hiểu và cho biết, đây là ca thứ 5 mắc phải và tại Việt Nam đây là trường hợp đầu tiên. Được biết, cháu Nguyễn Yên Nhiên, 2 tháng tuổi, quê tại tỉnh Sóc Trăng mới đây có biểu hiện tím tái. Khi gia đình di chuyển cháu nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thì các y bác sĩ chẩn đoán cháu Nhiên bị bệnh phức tạp, chẩn đoán bị dị tật bẩm tim bẩm sinh. Đồng thời, các y bác sĩ hội chẩn cũng đưa ra thông tin quyết định nếu cháu bé không được phẫu thuật trước 3 tháng tuổi thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Bằng phương pháp nội khoa, các bác sĩ đã dùng thuốc gây mở ống động mạch, tái lập lại nguồn cung cấp oxy cho cháu bé để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Đây là phẫu thuật tim hở, phải làm cho tim ngừng đập để phẫu thuật. Mạch vành này là nguồn sống duy nhất của tim. Sau phẫu thuật, sức khỏe bé tiến triển rất tích cực. Sau 2 ngày, các bác sĩ đã đóng lại xương ức. Sau 3 ngày, bé được rút nội khí quản, cai thở máy. Không lâu sau đó, bé đã được truyền dinh dưỡng. Ngày thứ 5, bệnh nhi được chuyển lên phòng chăm sóc tích cực để theo dõi.